1.136 căn hộ được xây dựng thành một tổ hợp khép kín lên đến 15.000 m2. Samsura Riverside được biết đến như một trong những dự án có quy mô lớn nhất trong khu vực. Dự án nằm ngay cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, liền kề với tuyến metro số 1. Từ đó dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố như quận 1, chợ Bình Thạnh. Quanh Samsura còn là hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú, đồng bộ và hiện đại như khu Đại học Thủ Đức, Big C, Lotte Mart, Bệnh viện Quốc tế Di động Đồng Nai. Chủ đầu tư Sam Lan dành mọi tâm huyết của mình để tạo nên một thiên đường sống xanh giữa lòng thành phố cho mọi cư dân. Đầu tiên là cuộc sống thanh bình, hòa mình cùng thiên nhiên. Dự án sở hữu diện tích cây xanh, mặt nước lên đến gần 9.000 m2. Một diện tích thuộc hạng lớn nhất trong khu vực. Nhờ đó mọi thành viên của gia đình thân yêu của bạn sẽ được hưởng trọn không gian sống trong lành, thanh thiên. Bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ trước bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc được họa lên từ bàn tay của những kiến trúc sư tài năng của Samsura Riverside. Đầu tiên là vườn hoa anh đào tuyệt đẹp tọa lạc bên trong khuôn viên dự án. Những bông hoa anh đào rực rỡ khoe mình trong nắng sớm, làm nên vẻ đẹp thuần khiết khiến bạn ngỡ như mình đang lạc bước đến xứ sở phù tang. Khu chạy bộ rộng rãi, thoáng đãng với cảnh sắc nên thơ được thiết kế bao quanh khuôn viên dự án. Hãy khởi động một ngày mới đầy hứng khởi và hít thở bầu không khí trong lành nơi đây trước khi bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn. Chỉ một bước chân, mọi tiện ích hiện đại sẽ hiện hữu ngay trong tầm tay bạn với tổ hợp cửa hàng tiện ích, cà phê, siêu thị mini, các cửa hàng ăn uống, hồ bơi xanh mát, spa thư thái, trường học an toàn. Phong cách sống Nhật Bản một lần nữa tái hiện sinh động tại Samsura Riverside với công nghệ nhà ở thông minh Smart Design. 8 loại căn hộ rộng từ 37m2 đến 102m2 của dự án là 8 tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khác nhau. Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư, mỗi căn hộ hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế với thiết kế đơn giản. Y âm thiểu vách ngăn, đầy đủ tiện nghi, thân thiện với thiên nhiên và tiết kiệm năng lượng để mang lại không gian thoáng đãng cho sinh hoạt của cả gia đình. Hầu hết các căn hộ đều có view sông đem lại cảm giác phong cảnh hữu tình sau những bộn bề lo toan cuộc sống. Nhà vệ sinh 2 trong 1 tăng cường không gian sống. Đặc biệt góc học tập thiết kế riêng biệt cho bé ươm mầm tương lai Samsura đem lại sự an tâm cho bạn. Hiện nay dự án đã bàn giao cho cư dân vào ở, đã ra sổ đầy đủ cho gia chủ. Khách hàng đang ký gửi sang nhượng lại cho thuê. Samsura là dự án căn hộ giá rẻ phù hợp cho khách hàng dễ dàng sở hữu được căn nhà mơ ước thay vì phải đi trả tiền thuê nhà trọ mỗi tháng. Mặt khác, với sự hỗ trợ vay từ ngân hàng nên khách hàng chỉ cần có vài trăm triệu là mua được nhà đứng tên mình. Anh chị đang tìm nhà để ở, tìm căn hộ phù hợp túi tiền, chất lượng xây dựng tốt, sổ đầy đủ, căn hộ ven sông thoáng mát, thì Samsura là sự khuyến nghị của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi có đa dạng căn hộ đang ký gửi sang nhượng. Quý khách cần xem nhà vui lòng liên hệ hotline tổng đài trên màn hình 079 87 85 909. Kính chúc quý anh chị sớm tìm cho mình cơ hội an cư, lạc nghiệp, đầu tư sinh lời vượt trội. Kính mời quý vị nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo bên cạnh để thường xuyên nhận được thông tin về bất động sản mua bán mới nhất, hot nhất mà chúng tôi cung cấp đến anh chị. Chúng tôi chuyên nhận ký gửi bán lại bất động sản, tư vấn các dự án nhà phố, đất nền, căn hộ, biệt thự biển. Nếu anh chị có nhu cầu cần tìm mua hay gửi bán lại, cần cho thuê, hãy liên hệ trang tin của chúng tôi nhé. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong những bản tin tiếp theo.
Thank you.
Thank you.
tiên.